Dạ vâng, hôm nay em sẽ Đức Văn Tình xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe cũ. Hôm nay thì em sẽ Đức Văn Tình sẽ lên sóng giới thiệu các bác đó là một chiếc xe Hyundai Santa Fe. Đây là chiếc xe được khoác trên mình màu ngoại thất màu vàng cát, đi kèm là nội thất hai màu đỏ đen anh chị nhé. Chiếc xe thì được đăng ký biển số Hà Nội và đăng ký tên tư nhân. Xe thì sản xuất 2019. Và chiếc này của em thì đã lăn bánh được là 6 vạn km zin rồi. Đó thì sau đây em Tình sẽ quay chi tiết tổng thể từ ngoại thất cho đến nội thất của cái chiếc xe này để các bác cùng tham khảo với em Tình nhé. Đó, thì đây là một chiếc xe Hyundai Santa Fe thì cũng được rất là nhiều những khách hàng trên Việt Nam mình ưa thích và sử dụng, đặc biệt là với công nghệ máy dầu thì cực kỳ là hot anh chị nhé. Đó, thì nếu như bác nào đang có nhu cầu sử dụng và đang có nhu cầu sắm cho mình một chiếc xe Santa Fe máy dầu bản cao cấp, một chiếc xe đã qua sử dụng, tìm đến cho mình một chiếc xe chuẩn chất cũng như là chất lượng thì hãy nhanh tay và liên hệ để sở hữu em Santa Fe này của em Tình. Thì mọi thông tin chi tiết anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo của em Tình là 0911666325, hoặc anh chị có thể qua trực tiếp vào Facebook chính chủ của em là xe Đức Văn Tình để anh chị có thể tham khảo về hình ảnh nội ngoại thất của chiếc xe đó. Và với chiếc xe Santa Fe máy dầu bản cao cấp sản xuất 2019 biển số Hà Nội này của em Tình, thì hiện tại em Tình đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 095 triệu đồng. Giá thì vẫn còn thương lượng và sẽ có giá tốt nhất cho quý anh chị nhé. Đó, xe thì rất là đẹp và rất là mới rồi. Bên em thì luôn luôn là thực hiện cam kết chuẩn cho các bác trên toàn quốc là xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, máy móc động cơ số nguyên bản, giấy tờ pháp lý sang tên đầy đủ minh bạch, không tranh chấp và không phạt nguội. Đó, km chiếc xe này thì em cũng cam kết chuẩn cho các bác là xe chạy chuẩn 6 vạn km zin anh chị nhé. Đó, xe cực kỳ đẹp và rất là mới anh chị ạ. Đó, rất là chất anh chị nhé. Xe thì được đăng ký biển số Hà Nội rồi, và cái màu vàng cát này thì nó cũng cực kỳ là trang nhã và rất là phù hợp với những bác tầm tuổi từ khoảng 35 đến 40 tuổi trở ra. Đó, mọi chi tiết theo xe thì còn cực kỳ đẹp và rất là mới ạ. Đây, em mời anh chị cùng em xem qua nhé, phần nội thất của chiếc xe này. Với cái phiên bản cao cấp thì được trang bị đầy đủ các tính năng và option như là hàng ghế trước chỉnh điện này, có nhớ ghế hai vị trí này, đó, cân bằng điện tử này, cảnh báo vượt trên gương này, cốp đóng mở điện này, đó, chân ga tự động cruise control này, kết nối Bluetooth đàm thoại rảnh tay này, phanh tay điện tử, chế độ lái drive mode này. Đó, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc và chế độ an toàn auto hold. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị là cửa sổ trời toàn cảnh panorama anh chị nhé. Đó, rất là đẹp và rất là mới đúng không ạ? Km hiện tại thì đang là 63.971 km. Đó, gương chiếu hậu chống chói và cảm biến gạt mưa tự động cho anh chị luôn. Nội ngoại thất theo xe thì còn cực kỳ đẹp và rất là mới anh chị nhé. Đó, em mời anh chị cùng em xem qua đến phần nội thất hàng ghế thứ hai này. Đây, anh chị xem giúp em nhé. Rất là đẹp và rất là mới đúng không ạ? Nội thất hai màu đỏ đen chỉ duy nhất trên bản cao cấp thì mới có thôi anh chị nhé. Đó, thế còn bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt thì là nội thất màu đen. Đó, cốp thì được trang bị là cốp điện rồi, có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ ba, và đặc biệt là có tăng giảm tốc độ quạt gió cho anh chị luôn nhé. Đó, bên em thì vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng cho anh chị, giá trị vay cao lên đến 70% giá trị xe. Đặc biệt hơn thì nếu như anh chị nào ở xa hoặc là ở tỉnh có nhu cầu mua bán chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ việc đăng ký sang tên đổi chủ cũng như là rút hồ sơ gốc của xe anh chị nhé. Và đặc biệt thì em vẫn có một cái chương trình hỗ trợ anh chị, đó là giao xe toàn quốc. Thì anh chị có nhu cầu mua bán, quan tâm về chiếc xe Santa Fe này thì anh chị chỉ cần nhấc máy alo trực tiếp cho em Tình thôi, để nắm được thêm thông tin đầy đủ của chiếc xe cũng như là giá bán tốt nhất. Thì anh chị cứ alo cho em Tình qua số hotline 0911666325. Đó, hoặc là nếu như anh chị nào có địa chỉ gần cửa hàng em thì em rất mong anh chị hãy bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để qua trực tiếp cửa hàng xem xe, lái thử và cảm nhận trực tiếp về sản phẩm của bên em nhé. Đó, thì với giá bán hiện tại của chiếc xe Santa Fe máy dầu bản cao cấp sản xuất 2019 tên tư nhân biển Hà Nội, xe đã lăn bánh 6 vạn km
của bên em thì hiện tại em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 095 triệu đồng. Giá còn thương lượng và sẽ có giá tốt nhất khi quý chị liên hệ trực tiếp. Đến đây thì em Tình cũng xin được tạm dừng video và cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp tất cả các bác trong những video tiếp theo.